sau khi đi một hồi tôi mới sực nhớ ra tôi chưa quay một cái nhân vật mà đi chung với chúng tôi nữa, đó là em Mỹ Lan xinh đẹp. Gì đấy? Anh quay YouTube gì á? Đó? Ủa em đã nghe bài hát mới của anh chưa ta? Có hẳn bài hát mới. Có hẳn bài hát mới MV luôn. Em phải lên nghe. Anh tôi làm hết nghề thiên hạ. Kiếm tiền thế này thì ai bằng. Em phải lên nghe mà em nhận xét cái bài mới của anh. Trời ơi, dân cầm mình đó. Tháng sau ra đó, xin Việt Nam đó. MV luôn. MV luôn đó nha. Hôm nay chưa sinh, hôm nay chưa sinh. Mặc mặc hồi sinh như vậy rồi đó. Chưa luôn hả? Thì nghe xong tí nhận xét nha. Ủa? Ủa hay thế? Em có được lời rồi đó. Mình hãy cứ selfie đi. Việt Nam đẹp lắm. Mình nắm tay nhau cùng đi. Về miền Nam đồng bằng cù lăng. Xanh bạt ngàn sông nước bao la. Phải chương trình anh đó. Nhưng mà tháng sau anh ra luôn MV. Cho em nghe trước á. Mỗi ngày nhờ. Trên khắp quê đi. Để thủ đô vùng đất hùng thiêng 4.000 năm vẫn mãi tự hào. Check in Việt Nam, nào mình cùng check in Việt Nam. Bài hát là chị Việt Nam luôn à? Đúng rồi. Dễ thương nhỉ? Ồ, khen 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 đó mọi người. Không biết cô ấy thật lòng hay không, nhưng tôi thấy vui. Hay hay. Hay hay. Ôi, giọng hay. Được không được không ạ? Quá hay. Không, nghe cái là đã thấy cái không khí. Nó tưng bừng đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái giai điệu em nghe rất là kiểu sôi và nó trend, chứ phải là kiểu bị quê. Dễ thương nhỉ? Đúng rồi, đi đúng không? Đó, cái đây là người khen thật lòng. Còn cái bọn cho để kêu được được thôi. Cái này không thật lòng. Em thật lời mà, em thật lời, em thật lời. Mày im đi, mày im đi. Hai ông Thái, hai ông Thái. Quá hay. Cái quan trọng là hợp nội dung mà âm nhạc nó vẫn hay á. Với cả giọng anh Mỹ hay quá. Phòng thu nó chỉnh em ơi, phòng thu chỉnh em ơi. Không như giọng hay thật. Mới đâu quay gần này xấu. Dạo này nhăn nheo như thế nào lắm. Mấy cỡ này, mấy cỡ này hả? Đấy con đớ, đang chống chân chứ. Ngồi đang lách cái phanh. Sợ quá MC thì khó lắm, là phim về thời sự thôi. Thôi đấy đùa chứ. Có rap làm theo, có rap luôn. Quay các kiểu chỉ có hợp đẹp thôi. Thấy không, rap luôn ghê không? Hiểu thứ hai luôn nha, ráp nha. Đúng, cũng thứ hai chứ. Ai ráp đấy? Cái bạn Hà Nội, cái bạn ở phố danh bài này. Cái phố hay. Thấy ạ, thì này em tưởng luôn là em ảnh phục nhiều. Không, phải nói là hay. Được đúng không? Em nghe là em vô liền, đúng rồi, em cảm được liền. Dễ nghe. Mà thuộc cái chi về nào anh làm này, em đi đẹp kiểu đó. Đất nước đúng. Sao mà có một đoạn nhảy trendy để phát TikTok nữa để cho nó thành viral nữa. Hy vọng thôi chứ không biết là nhưng mà cái nhạc là đại, em thấy cái nhạc là quan trọng, cái bài hát là phải hay cả. Nhớ nha. Không, anh nhớ có một cái ok, mà cũng đài mình mà, chương trình đài mình thì chắc là mấy bạn. Sôi luôn. Say. Đúng không? Hồng Phúc Mỹ Lan là đi hát nha. Chúng tôi là một người thôi. Anh Phúc ra nè. Có chạy Lâm Nam đi hát nhưng mà làm gì nữa hả? Làm ca sĩ hả? Giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến chân thật. Hay. Dạ, xin mời chị ạ. Ngon lành gành đào. Vẫn tiếp tục à? Quá đẹp. Ôi bây giờ mới là câu quan trọng nhất. Để bọn em quá hay. Em với anh Đài câu này là anh Phúc mà không đồng ý rồi. Quá hay. Để kết clip nè. Cây view cho MV Hồng Phúc.
Hết view nào? Xin hết view nào? Lên say top thịnh ảnh luôn. Lên top trending nha. Top trending luôn. Lên view nào?